I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence is shaking and my heart is feeling big, and so you try the feeling. You said I could fix the broken in your heart. You were safe and darling, but I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. Run away, run again, run to get away. And we just run because we ain't good enough to get away.
mỗi một ngày bố mẹ cho mình một ít, nhưng mà mình vô cảm, mình cứ lấy ra, mình cứ sử dụng cái tình cảm đó cho tới một ngày ngân hàng tình cảm nó hết đi, thì lúc đó bố mẹ cũng chẳng còn trên cuộc đời này. Vì đã nuôi nấng con đến bây giờ. Bắt đầu từ con học những cái trường tốt như Vinschool, và ngoài ra là Eigenried, STEM House, và gần đây nhất và hiện tại là chạy hè quân đội AGY. Con cảm ơn bố mẹ vì đã đầu tư cho con học. Con cảm ơn bố mẹ. Con xin lỗi mẹ, từ trước giờ con cứ học với ba mẹ hoài. Nhưng từ nay con không dám nữa, con cố gắng cho học hơn. Ba mẹ đừng có giận con nha. Con xin lỗi ba mẹ vì đã lén ba mẹ nghe game. Con xin lỗi vì ổn láo không nghe lời ba mẹ. Con xin mẹ mất phước, từ sau đây con sẽ sửa lỗi. Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi lớn con và dỗ con. Mấy ngày nay con rất nhớ ba mẹ, con rất nhớ ba mẹ nhiều lắm. Nhưng chỉ ba ngày nữa thôi là con sẽ được gặp về chơi với ba mẹ. Bức thư ba mẹ gửi cho con rất có ý nghĩa. Mấy ngày nay con được học được rất nhiều thứ, rửa chén, ủi đồ và nhiều thứ khác nữa. Con rất nhớ ba mẹ, hy vọng ba mẹ có một ngày thật vui vẻ mà không có con ở bên. Tạm biệt ba mẹ, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Cha mẹ ơi, con là Minh Anh nè. Con muốn gửi cho cha mẹ là con biết là hồi xưa thì con có hơi nghịch một xíu, thì từ hồi mà thấy cha mẹ viết thư như vậy con rất là cảm động. Con cảm ơn cha mẹ cũng như những người khác rất nhiều. Con hứa khi về con sẽ hoàn thiện tốt hơn, có thể là sẽ tốt hơn những gì mà cha mẹ mong đợi nữa. Và cha mẹ hãy tin con nha.